明日、何をしますかカフェへ行って友達に会います。昼休み、何をしますか,休,ますか休んでから漢字を書きます。昼休み、何をしますか vào giờ nghỉ trưa bạn sẽ làm gì? Sau khi ăn cơm, tôi nghe nhạc. Hôm qua bạn đã làm gì? Sau khi học xong, tôi đã xem phim. Hôm qua bạn đã làm gì? 仕事が終わっててかからら漫画を読みままししした。ましたいつ漢字を勉強しましたかセンターへ来い日本へ来てから勉強しました。 sau khi đến Nhật Bản, tôi đã học. Tokyo 東京 là thành phố như thế nào? Tokyo Tokyo 東京 là thành phố đông người. Tokyo 東京 là thành phố như thế nào? Tokyo wa nigiyaka na Tokyo là thành phố nhộn nhịp. Sensei wa donna hito desu ka? Thầy giáo của bạn là người như thế nào? Thầy giáo là người có dáng cao. Thầy giáo của bạn là người như thế nào? Thầy giáo là người có đôi mắt đẹp. Anh Sato là người như thế nào? Átama ga yasashii hito là người thông minh và hiền lành. Sato-san là donna người Anh Sato là người như thế nào? Là người trẻ và khỏe. Phòng của ký túc xá thế nào? Phòng mới và đẹp. no wa dou desu ka? Phòng của ký túc xá thế nào? 広くて便利です。ハノイはどんなところですかハノイはにぎやかで楽しいところです。ハノイはどんなところですかハノイは人が親切で明るいところです。 Hà Nội là nơi có con người tốt bụng và là nơi tươi sáng. あの人は誰ですか? Người kia là ai vậy? Là người Việt Nam và là du học sinh. Người kia là ai vậy? 先生でアメリカ人です. Là giáo viên và là người Mỹ.

là quyển vở đã cũ này. Suzuki-san no wa dore desu ka? Vở của chị Suzuki là quyển nào vậy? Sono atarashii noto desu. Là quyển vở mới đó. An-san wa dono hito desu ka? Chị Anh là người nào vậy? Mẹ ga hô kikute kirei na hito desu. Là người có đôi mắt to và đẹp. An-san wa dono hito desu ka?

Tôi đã về quê rồi đi chơi. Mai asa nani suru? Bạn làm gì vào mỗi sáng? Mado o akete souji shimasu. Tôi mở cửa sổ rồi dọn vệ sinh. Mai asa nani suru? Bạn làm gì vào mỗi sáng? Sanpo shite shawa o abimasu. Tôi đi dạo rồi tắm vòi hoa sen. Ashita nani suru? Ngày mai bạn sẽ làm gì?

Vào giờ nghỉ trưa, bạn sẽ làm gì? Bạn sau khi ăn cơm. Sau khi ăn cơm, tôi nghe nhạc. Hôm qua, bạn đã làm gì? Bạn Sau khi học xong, tôi đã xem phim. Hôm qua, bạn đã làm gì? Sau khi kết thúc công việc tôi đã đọc truyện tranh. ]いつ感じ勉強した? bạn đã học chữ hán khi nào? sau khi đến trung tâm tôi đã học. ]いつ感じ勉強した? bạn đã học chữ hán khi nào? sau khi đến Nhật Bản tôi đã học. Tokyo 東京 là thành phố như thế nào? 東京は人が多い町です。東東京京ははどんな町東京はにぎやかな町です。先生はどんな人 Thầy giáo của bạn là người như thế nào? Thầy giáo là người có đôi mắt đẹp. Sato-san là đôn Anh Sato là người như thế nào? Là người thông minh và hiền lành. Sato-san là đôn Anh Sato là người như thế nào? Là người trẻ và khỏe.

Hà Nội là nơi nhộn nhịp và vui vẻ. Hà Nội là nơi như thế nào? Hà Nội là nơi như thế nào? Hà Nội là nơi có con người tốt bụng và là nơi tươi sáng. あの人は誰? Người kia là ai vậy? Là người Việt Nam và là du học sinh. あの人は誰?

鈴木さんのノートはどれこの古いノートです。鈴木さんのノートはどれその新しいノートです。アンさんはどの人目が大きくてきれいな人です。 là người có đôi mắt to và đẹp. アンさんはどの人? Chị anh là người nào vậy? Là người có tóc dài và dáng cao.